Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Nhã, Viện trưởng Ẩm thực Việt Nam lên trao một phần quà cho ban tổ chức. Xin mời ông Nguyễn Nhã lên sân khấu. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý vị, tôi tặng bó hoa và kỷ vật cho ban chúc mừng ban tổ chức ngày hôm nay tổ chức cái lễ KT rất thành công. Tôi yêu văn hóa Chăm là bởi vì thứ nhất là dòng máu Việt và Chăm đã chan hòa từ cung đình đến dân dã, nhất là ở giải miền Trung. Tôi yêu văn hóa Chăm là bởi vì chúng ta trong thời hội nhập xây dựng cái nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, thì văn hóa Chăm và văn hóa Lạc Việt là văn hóa bản địa kết hợp với các văn hóa dân tộc. Tôi mong rằng, tôi đã nói với lễ tiến sĩ thành phần, chúng tôi sẽ cùng nhau nghiên cứu sâu về văn hóa Chăm để thấy thành phần văn hóa Chăm trong văn hóa bản địa bản sắc chúng ta. Và tôi hy vọng rằng các bạn Chăm ở đây cũng như ở khắp Đông Nam Á sẽ xây dựng một cái nền văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam và kết nối với văn hóa ASEAN, và chính các bạn là sứ giả. Xin cảm ơn. Các bạn có thể chúng tôi xin cảm ơn và lời và rất mong rằng là trong tương lai chúng ta sẽ hợp tác sâu hơn liên quan đến văn Chăm. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý khán giả, nhằm khuyến khích tinh thần học tập cho sinh viên Chăm, Chi hội Chăm có một phần quà nho nhỏ dành cho các bạn tân sinh viên. Mong các bạn cố gắng nhiều hơn để đóng góp cho xã hội Chăm và cho đất nước Việt Nam. Xin mời các bạn tân sinh viên có tên trong danh sách sau khẩn trương bước lên sân khấu nhận quà. Một, Nại Lưu Gala Đại học Giao thông Vận tải. Hai, Kim Quốc Tuấn Đại học Nông Lâm. 3. Dương Phương Lâm Đại học Nông Lâm. 4. Bạn Động Duy Thành Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. 5. Bạn Lâm Tâm Vấn Đại học Nông Lâm. 6. Lộ Nữ Hoàng Tiên Đại học Khoa học Tự nhiên. 7. Châu Ngọc Sapa Đại học Khoa học Tự nhiên. 8. Thập Thị Kim Quỳnh Đại học Khoa học Tự nhiên. Trường Đại Dương Đại học Sư phạm. 10. Thuận Thị Hoàng Uy Đại học Sư phạm. 11. Lưu Bình Vương Đại học Sư phạm. 12. Thạch Ngọc Duy Đại học Sư phạm. 13. An Thị Tuyết Dung Đại học Sư phạm. 14. Lưu Công Lung Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. 15. Lưu Thị Phước Đại học Sài Gòn. 16. Phan Thị Tròn, Cao đẳng Đại học Tự nhiên. 17. Kiều Diễm Trang, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. 18. Kiều Diễm Ngọc, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Xin mời các bạn có tên trong danh sách khẩn trương bước lên sân khấu để nhận phần quà từ ban tổ chức. Thank you.
Văn Bình Thịnh đã trao quà cho các bạn tân sinh viên và cảm ơn các bạn. Bạn Trưởng Lễ Xuân, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Lương Thị Hồng Thắm, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Trương Thị Tôn Nữ Trà My, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Quảng Lương Huyền My, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Quảng Đại Viên, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Châu Nô Si, Đại học Sư phạm Kinh tế Kỹ thuật. Bạn Kiều Trang, Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Bạn Hứa Nguyên Trịnh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bạn Trưởng Thị Thôn Nương, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bạn Trưởng Thị Bạn Bảo Anh Tiên, Đại học Khoa học Tự nhiên. Bạn Bá Thị Thu Hậu, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Tứ Thị Thu Hương, Đại học Văn Hiến. Bạn Nguyễn Nữ Hồng Lan, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Kiều Ngọc Long, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Bạn Thuận Khải Hoàng, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Đồng Trung Hiếu, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Hán Thị Kim Nhị, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và bạn Lộ Minh Trứ, Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời các bạn bước lên sân khấu để nhận quà ban tổ chức. Và sau đây xin mời ông Thanh Minh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn lên trao quà cho tân sinh viên, và ông Dương Tấn Thi lên trao quà cho tân sinh viên. Xin mời ông Thanh Minh Hùng và ông Dương Tấn Thi bước lên sân khấu.